thản nhiên nhặt hàng, bề ra, mang theo hung khí, hù dọa và sẵn sàng tấn công khi bị ngăn cản hay chống trả. Một loại hình cướp giật mới ra đời tại Sài Gòn, rất liều lĩnh và manh động. Nỗi ám ảnh về đêm tại các cửa hàng tiện ích. Thời gian gần đây, số lượng người tiêu dùng chuyển sang mua hàng trong các cửa hàng tiện ích gia tăng đáng kể. Đây cũng là nơi khách du lịch thường xuyên lui tới vì giá cả đã được niêm yết. Điều này giúp khách du lịch an tâm và không sợ bị chặt chém. Sự phát triển của các cửa hàng tiện ích góp phần giúp cho đời sống sinh hoạt của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh trở nên nhộn nhịp hơn. Thế nhưng, thời gian gần đây, một băng cướp đã nổi lên và trở thành nỗi ám ảnh của tất cả các cửa hàng tiện ích về đêm. Băng cướp này có hơn 10 thành viên, với tuổi đời còn rất trẻ, nhưng lại rất liều lĩnh. Chúng ngang nhiên vào các cửa hàng tiện ích, cướp tài sản như chỗ không người. Nhiều nhân viên tại cửa hàng tiện ích khi phản ứng lại băng cướp đã bị tấn công. Chúng dùng vỏ chai bia, thậm chí cả dao để chống trả, hòng thoát thân. Chỉ trong rạng sáng ngày 23 tháng 4, nhóm này đã gây ra liên tiếp 3 vụ trộm cắp tài sản tại 3 cửa hàng tiện ích trên địa bàn quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Tính tới thời điểm 20 tháng 6, băng cướp này đã gây ra gần 50 vụ cướp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, với tổng thiệt hại của một hệ thống cửa hàng tiện ích đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Thì chẳng như nó chỉ là vô nó ăn cắp mấy cái hàng sô-cô-la mất tiền, hoặc là mấy cái chai lăn nắp mất tiền thôi. Rồi đợt sau nữa thì nó vô là nó cướp cái bia thì em để này nè, thì nó giật nó chạy thì tụi em dí theo. Rồi sau này nữa là nó vô nó cướp thẳng luôn á. Ở bên đây là lúc đó là em chặn ở trước cửa, thì nói chung là em chỉ là chặn hờ thôi. Thì em kêu là bay bỏ cái thùng bia xuống, thì lúc đó tụi nó đang tới rồi, thì cái thằng ôm cái thùng bia thì mới có một con dao ở trong cổ áo tay của nó á, định rút ra. Thì hai thằng phía sau thì định lấy hai cái chai bia định đập, thì lúc đó là em cũng quản, em mới kêu rồi tụi bay đi. Thì thường tụi nó đi á, một là phải có thêm 5-6 người, còn có đợt hôm bữa của em mà đi tới mười mấy người ở ngoài luôn. Thiệt hại về tài sản đã có, rõ ràng hành vi của băng cướp này là hết sức nguy hiểm cho xã hội, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng của các nhân viên, ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của các cửa hàng tiện ích. Cơ quan chức năng cần phải sớm vào cuộc xử lý triệt để, sớm đưa băng cướp ra ánh sáng để trừng trị đích đáng.